Hello, xin chào anh em. Chúc anh em buổi sáng tốt lành nha. Ngày qua mình không có clip nha anh em. Máy này thì mình cách ngày lên clip. Thì bên mình là Di động Hưng Phúc nha. Chuyên mua bán điện thoại cũ mới giá rẻ cho anh em. Số điện thoại đặt máy là 0355 356 356. Mình ở ngã tư Phước Cát 1, Cát Tiên Lâm Đồng. Ok nha anh em. Facebook của mình là Di động Hưng Phúc ha. Fanpage là Di động Hưng Phúc luôn. Rồi sáng nay thì mình sẽ tiếp tục clip giới thiệu anh em máy cũ. Con máy đầu tiên sáng nay là con Ri 7 Prime hàng, Ri 7 Prime hàng, gọi là con One 7 đó anh em, máy nguyên Ri nha. Đây One 7 anh em, con này RAM 3 bộ nhớ 16, màn hình 5.5 inch, mọi chức năng từ A tới Á nguyên Ri cho anh em, màn đẹp, đó, tất cả các chức năng đều hoạt động rất là trơn tru nha anh em. Pin 3.3, RAM 3 16 thôi, giá con này là 1.650. Ship sạc mình chưa bao được con này nha. 1650, một giá là cực ưu đãi cho anh em nha. Mức giá gần như không lợi nhuận nha anh em. 1650, đẹp keng sa beng luôn. Ri 7 Prime hàng, máy xài một sim nha anh em. Rất là chuẩn chỉnh, anh em nào cần thì hú nha, RAM 3 GB. Tiếp đến là con Ri 2 Pro, Ri 2 Prime, sorry anh em. Ri 2 Prime, máy đẹp. Con này thì lưng sau đã thay nha anh em, mới như mới luôn nha. Đó. Kính trước là như thế này, chưa có xước sát gì hết ha, mình có quay chi tiết cho anh em xem. Đó, máy như này. Ri 2 Prime hay gọi là G532. Con này màn hình 5 inch, RAM 1.5 GB, bộ nhớ 8. Và pin nó 2.6 nha anh em. Đó. Giá ra đi nhanh gọn cho anh em luôn nha, 750.000 nha. Ship sạc mình chưa bao ha. Ship sạc chưa bao, giá 750k. Đó, anh em cần thì gọi cho mình nha, số điện thoại 0355 356 356 để đặt hàng nha anh em. Cọc trước cho mình cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu và những máy trên 1 triệu thì 100k Viettel nha anh em. Tiền cọc sẽ trừ vào tiền máy lúc nhận anh em nhận được hàng. Ok. Đó. Đó là con Ri 2 Prime hay gọi là con G532, Ri 2 Prime nha anh em. Ok nha. Tiếp tục con thứ ba. Ri 3 Pro, con này thì kính cam mất nha anh em, kính cam mất ha. Còn ngoài mọi chức năng thì ok hết. Sườn thì có xước sát như clip mình quay. Đó. Không có dấu giếm gì anh em nha. Máy sau thì bán vậy ha. Đó. Có thì hình thức con đẹp tầm 96 97 chứ không phải là quá xấu. Ri 3 Pro màn hình 5 inch, RAM 2 bộ nhớ 16 và pin 2004 nha anh em. Màn hình rất sắc nét nha. Pin 2004. Con này để anh em giá của nó là cực yêu thương luôn. 1.500.000. 1.500.000 kèm sạc cho anh em nha. Quá bèo anh em ơi. 1050 kèm sạc. Ri 3 Pro, máy thì như clip mình quay rồi. Tiếp đến là một siêu phẩm cho anh em này, lựa chọn này cho những anh em thu nhập lao động này, sinh viên xài này anh em. Đó, máy thì vỏ xấu, có sao quay vậy ha. Vỏ xấu, con Vivo V3 siêu phẩm một thời anh em. Vivo V3 siêu phẩm. RAM 3 GB, bộ nhớ 32. Này, cho anh em coi luôn. Đây. RAM 3 GB luôn anh em. Vivo V3. Màn riêng, vỏ riêng, tất cả các kiểu là điếu. Chân sạc pin thì hơi xấu. Đó nha anh em. Anh em nào mà chịu đầu tư thì thay bộ vỏ mới cho nó là như máy đẹp thôi, máy ok thôi. Còn con này thì vỏ xấu rồi, anh em xài ép lưng hoặc là mua vỏ mới thay vào nha. Màn riêng, vỏ riêng nha. Này, kính thì có xước lông mèo, theo mình đánh giá là lông chuột nhẹ nhẹ anh em. Nói chung là chấp nhận ok luôn. Mình test cái camera cho anh em xem coi. Ok, camera còn chấp nhận được anh em. Camera trước coi. Không phải là quá đẹp nha, được thôi. Vivo V3 có sao quay dạy, chuẩn xác cho anh em như clip mình quay. Con này màn hình 5 inch, RAM 3 bộ nhớ 32 và pin con này là 2550 nha. Giá 950.000 cho một em RAM 332 không sạc không ship chưa bao nha. 950.000 thôi anh em. Đó, siêu phẩm Vivo, giá chỉ có 950 thôi. Tiếp đến cho anh em một xem Redmi Note 4. Máy thì đẹp như hình rồi, máy thì quá đẹp. Còn Redmi Note 4 này thì quá chuẩn chỉnh rồi. Không có len tay gì nữa rồi. Con này màn hình của nó là 5.5 inch, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 4.1 nha anh em. Giá tàu bay cho anh em luôn, 1.4 triệu kèm sạc. 1.4 triệu cho em Redmi Note 4, cực đẹp, cực siêu phẩm luôn anh em. Đây, Redmi Note 4, RAM 3 bộ nhớ 32. Đó, anh em xài thoải mái luôn. Con này đặc biệt có remote nha. Có con máy không ngoại đây, anh em xài remote cho những cái chức năng đa năng như máy lạnh, máy quạt, có chức năng remote, anh em cài cái chức năng remote cho anh em bấm ha, tự nghiên cứu nha anh em. Hôm nay mình giới thiệu, mình biết giới thiệu thôi. Nó rất là tiện cho em Redmi Note 4. Ok nha.
Rồi, tiếp theo là em Realme 5. Con này máy nguyên zin. Vỏ thì có xuất sắc. Được ngay máy zin, đẹp. Con này đánh giá tầm 96 97 anh em. Đó, cũng rất là ok. Realme 5. Kính đẹp, lưng đẹp. Realme 5. Con này RAM 3 bộ nhớ 64. RAM 3 bộ nhớ 64, màn hình 6 inch rưỡi và pin 5000 nha anh em. Con này ra đi nhanh cho anh em giá 2450 kèm sạc Realme 5. Giá 2450 kèm sạc cho anh em nha. Realme 5. Ok. Tiếp theo là một em siêu phẩm A7. Samsung A7. Con này thì nắp sau mình đã thay rồi anh em, nó như mới luôn. Nó bể nắp sau mình thay luôn cho nó ok cho anh em dễ xài nha. Kính thì đẹp keng sáng luôn, đã dán cường lực cho anh em. Máy quá đẹp anh em. Samsung A7 2018. RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình 6 inch, pin 3003. Con này để anh em giá 2,6 triệu nha anh em, kèm sạc quá nhẹ nha anh em. 2,6 triệu mấy như mới. Đó anh em coi đi, con máy nó là siêu phẩm cho anh em xài luôn. Quá là ok rồi. A7. Đó, máy quá đẹp, kính đẹp, lưng đẹp như máy mới luôn. 2,6 triệu kèm sạc cho anh em nha. Cọc trước cho mình 100k Viettel cho những con máy như này nha anh em. Tiếp đến cho anh em là một em Tab Huawei, màn hình 8 inch. Tab Huawei MediaPad T3. Con này là MediaPad T3, cho anh em coi cô đơn, cấu hình màu đen luôn. Đó, T3. Màn hình 8 inch. RAM 2 bộ nhớ 16 và con này là pin 4800 nha anh em. Giá tàu bay cho anh em luôn, 1,7 triệu, quá bèo nha anh em. 1,7 triệu kèm sạc cho anh em. 1,7 triệu. Giá màn hình 8 inch. Ok nha anh em. 1,7 triệu nha. Tiếp theo là một em Samsung A30s. Máy đẹp tầm 98. A30s tầm 98. Đó, kính đẹp keng sà beng luôn. Máy thì nguyên zin từ A tới Á luôn. A30s. Đó, quá đẹp. Còn máy là bao đẹp cho anh em luôn. Như máy mới luôn anh em. A30s. Con này màn hình 6 inch 4, RAM 4 bộ nhớ 64, pin con này là 4000. Và giá ra đi nhanh cho anh em luôn là 3,1 triệu nha anh em. 3,1 triệu kèm sạc quá rẻ nha, có một máy duy nhất thôi. Anh em nào mà cọc trước thì mình sẽ gửi cho anh em. Cọc trước 100.000 để giữ máy anh em. Giá con này để anh em giá 3,1 triệu. Ok nha anh em. Tiếp theo cho anh em là một con Realme 5. Con này đã dán mặt sau. Đẹp keng sà beng luôn, đã dán keo này mình chưa lột này. Kính thì dán cường lực em mới lột ra rồi. Em mới lột ra cho anh em rồi. Đó nên là nó rất là mới keng nha. Realme 5i. Máy nguyên zin. RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình 6 inch rưỡi và pin con này là 5000 nha anh em. Realme 5i để anh em giá nhanh luôn 2,6 triệu kèm sạc. Giá 2,6 triệu nha anh em, kèm sạc nha. Một em Realme 5i cực đẹp cho anh em xài luôn. Máy nguyên zin. Máy này thì anh em xài yên tâm luôn. Pin 5000. Ok nha anh em. Tiếp theo là một em Tab Lenovo, máy nguyên zin, nó có xuất sắc nhẹ nhẹ đó, đó là do cào chứ cũng phải hết, chắc do nó bị cấn cào kiểu gì đây, nên nó xuất sắc nhẹ nhẹ cái lưng này. Còn máy thì nguyên zin đẹp, màn hình 7 inch, con Tab Lenovo này màn hình 7 inch nha anh em. Giải quyết là nói chung là YouTube với lại Zalo, Facebook giải quyết ok luôn, xài rất là chuộng, đó, Tab Lenovo màn hình 7 inch. Con này để anh em giá là 1,290 nha anh em, 1,290 kèm sạc nha. Em cần thì hút ha. Cần thì hút mình ở đây nha. Giá con nó là 1,290. Rồi ok nha. Tiếp đến, mình có một con G7 Pro màn thay. G7 Pro thay màn nha anh em. Mình test cái cảm ứng cho anh em xem nha. Sao thanh không sao thanh. Anh em test cái phần tút cảm ứng này. Đó. Ok nha anh em, cảm ứng rất là mượt. Nói chung là thay nhưng mà màn bay C loại VIP. Anh em xài ok nha, G7 Pro. Bản Việt Nam 2 SIM. Con này là màn hình 5,5 inch nha anh em. RAM 3 bộ nhớ 32. Pin con này là 3600 nha, G7 Pro. Vỏ thì nói chung là ngoại hình còn ok. 95-96 thoải mái nha. Giá ra đi cho anh em con G7 Pro đen này là để anh em 1,6 triệu nha. 1,6 triệu kèm sạc nha anh em. 1,6 triệu kèm sạc. Anh em nào cần thì hú cho mình nha. Rồi. Tiếp theo là em Samsung Note 5.
Made in đẹp keng sben. Kính đẹp, lưng đẹp. Tầm 98.9 anh em. Quá là đẹp luôn. Con Samsung Note 5 này. Màn thì có ám, màn ám nhẹ nha anh em. Ám trên góc trên thôi. Chỉ là góc thôi. Nói chung là con này anh em dùng để chơi game rồi thì thoải mái luôn. Màn hình con này 5 inch nha anh em. 5 inch 7, màn hình 5 inch 7, RAM 4, bộ nhớ 32. Pin con này á là 3000 nha. Samsung Note 5, chiến game thoải mái. Giá con này để anh em 1850 kèm sạc. 1850 cho em Samsung Note 5. Samsung Note 5 bán hàng. Rồi, ok. Clip này xin tạm dừng tại đây nha anh em. Thân ái chào tất cả các anh em. Chúc anh em có buổi sáng làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc nha.